Kính thưa quý vị, thời pháp hôm nay chúng tôi xin trích giảng một bài kinh được ghi nhận ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Bốn Chi. Bài kinh này có tựa đề là lực, và thời pháp hôm nay chúng tôi nói về bốn lực hay là bốn sức mạnh. Đức Phật ngài có dạy: này chư tỳ khưu, có bốn lực này, thế nào là bốn? Là niệm lực, định lực, vô tội lực và năng nhiếp lực. Này chư tỳ khưu, có bốn lực này. Và sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái vấn đề được nêu ra là thông thường thì người Phật tử chúng ta cũng am tường rằng một hành giả thường thường phải có năm lực là tính, tấn, niệm, định và tuệ lực. Nhưng ở đây Đức Phật ngài chỉ dạy có bốn lực là niệm lực, định lực, vô tuệ lực và nhiếp phục lực. Vậy thì có những ý nghĩa nào khác biệt trong cái đạo lộ đưa tới sự giải thoát? Xin thưa quý vị, họ rất khác. Bởi vì có những bậc thánh do nương theo đức tin mà thực hành pháp, nhưng mà có những bậc thánh khác thì cái đức tin không được mạnh, nhưng mà cái vị này lại nương theo cái sự tu tập của mình một cách nhiệt tình và chứng đắc được bậc thánh. Một bậc thứ ba do cái trí tuệ sung mãn trong quá khứ, cho nên cái vị này quán những cái pháp nó hiện khởi lên để rồi chứng đắc được quả dự lưu. Cái hạng thứ nhất Đức Phật ngài dạy rằng đó, đây là cái bậc thánh được gọi, được mang tên là tính giải thoát, tức là sát tha quý mốc khác. Cái bậc thứ hai được gọi là cái bậc thân chứng, tức là ca giá, tức là tự thân mình chứng thật được những cái sự thật, chứ không phải do tin, phải nương theo đức tin để mà thực hiện. Và bậc thứ ba được gọi là bậc kiến trí, tức là cái bậc mà nương theo cái trí tuệ. Và do đó thì tùy những cái phước lành mà cái người nào đã tích trữ trong quá khứ, thì Đức Phật ngài dạy những cái pháp môn thích hợp. Và từ những pháp môn thích hợp đó, người này giống như được khai mở ra những gì chưa được khai mở. Những người này được Đức Thế Tôn ngài chỉ điểm để từ những cơ bản có sẵn để vượt lên và chứng đắc được quả dự lưu. Cho nên ở trong phần này chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng có bốn cái lực là niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực, mà ngài chưa không có đề cập tới tính lực, ngài cũng không đề cập tới cái tội lực. Bởi do chúng sinh này ở trong quá khứ, ở trong những tiền kiếp xa xưa, chúng sanh này đã từng tạo một cái duyên lành về cái pháp thiền tịnh. Nó như là một cái thói quen, khi mà bắt lại được những cái đề mục thiền định mà quen thuộc ở quá khứ, thì cái người này, cái tâm người này rất là thích thú, rất là hoan hỷ và thực hành theo những cái pháp môn mà thiền định mà mình đã từng ở trong quá khứ thực tập.
À, trái lại một cái người nằm ở trong quá khứ thường tích lũy những cái phước lành qua cái sự tin tưởng, đức tin, nó cũng tạo thành một cái thường cận duyên gọi là bát cách tý ố bá ni sa giá bát trì vô, tức là cái thường cận duyên, tức là nó quen như vậy. Như người mà trước đây thường hay trong những kiếp quá khứ thường hay bố thí trì giới, cho nên trong cái kiếp này rất thích thú về cái bố thí trì giới. Nhưng mà đối với những cái mãnh lực thiền định, những cách tu tập thiền định, thì người này cảm thấy một cái gì đó khó khăn, một cái gì đó mà không có hoan hỷ thích thú lắm, mặc dù biết đó là pháp tốt. Rồi đối với những cái pháp siêu quán về vô thường hay khổ hay vô ngã, thì người này cảm thấy càng rắc rối, càng thấy mơ hồ, thì không nắm mà bắt được ở đâu là gốc, đâu là ngọn, không biết khởi điểm từ ở chỗ nào, chẳng hạn như vậy. Cho nên đối với những chúng sinh mà thích về bố thí hay trì giới đó, thì chúng ta phải biết rằng những chúng sinh này là ở quá khứ đã cũng đã từng nương theo đức tin. Còn như trong hiện tại này, có những chúng sinh mà thích hành thiền định, thì cũng phải hiểu biết rằng là đã vượt qua được một cái giai đoạn mà thực tập. Đối những chúng sanh mà thích về ngẫm suy quán tưởng về trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, hay quán tưởng về sự chết, quán tưởng về những cái pháp chia ly, quán tưởng về cái nghiệp quả, thì chúng sanh này có trí tuệ tương đối cao. Ở đây khi Đức Phật Ngài dạy rằng có năm, có bốn cái lực: niệm lực, định lực, vô tội lực và năng nhiếp lực, đó là muốn anh chỉ ở khoảng giữa này. Ở khoảng giữa này thì bất kỳ chúng sanh nào cũng phải khởi động. Cho dù cái người mà nương đức tin để mà tạo trữ những cái phước lành đi chăng nữa, mà muốn chứng mắt được đạo quả cũng phải đi vào cái khoảng giữa này. Rồi những cái chúng sanh nào mà dù có cái trí tuệ cao mà tích lũy ra những cái pháp quán ở trong những quá khứ, thì cũng phải thực tập ở trong cái giai đoạn đưa đi. Cho nên ở đây là một cái mấu chốt để cho chúng ta nắm bắt được cái vấn đề. Mặc dù chúng ta biết rằng có năm lực như là tính, tấn, niệm, định, tuệ, nhưng ở đây chỉ có Đức Phật Ngài chỉ nêu lên niệm lực và định lực, nhưng mà nó không nói lên cái tấn lực. Là bởi sao? Bởi vì có niệm ở đâu, có định ở đâu, thiền ở đó, có tấn ở đó. Và chúng ta biết rằng á, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn được ghép vào hay là gom lại thành ra là định uẩn, một nhóm của thuộc về định. Vậy thì thế nào là cái niệm lực? Niệm lực thì chúng ta hiểu biết rồi, tức là một cái sự chú ý. Thông thường thì cái người Phật tử chúng ta chỉ chú ý bằng cách là ghi nhận những cái cử chỉ, ghi nhận những cái trạng thái tâm của mình, ghi nhận những cái cảm thọ của mình. Nhưng vậy thì có phải là lực chưa? Xin chưa. Bởi sao vậy? Bởi vì trước khi có lực được thì người này phải vượt qua cái quyền, tức là một sự kiểm soát, một sự in cái giá là một sự kiểm soát. Trước khi mà đó có một cái sức mạnh thì người này phải đi qua một cái quyền, tức là có một sự kiểm soát chặt chẽ. Bao giờ kiểm soát được chặt chẽ, không có một kẽ hở, thì bây giờ cái sự ghi nhận đó, cái sự chú ý đó mới trở thành một cái sức mạnh. Và thưa quý vị rằng cái niệm lực hay là cái tâm sở niệm, đó là một nền tảng ban đầu không thể thiếu
Nói cách khác, đó là một nền tảng bắt buộc phải có để mà tiến hành trên cái đạo lộ giải thoát, đưa đến chứng đạt được niết bàn. Nó cũng giống như là một cái bệ phóng của một cái người lực sĩ, hay là nó có chỗ dịu, một cái chỗ vững chắc cho cái người xạ thủ đứng ở trên đó. Cái người xạ thủ muốn bắn trúng được mục tiêu thì người này phải đứng vững ở trên đất, như thế nào cũng vậy. Thì niệm lực hay là tâm sở niệm, nó là một cái điều kiện tiên quyết, một điều kiện ban đầu vững chắc để cho hành giả tiến đến cái mục tiêu là chứng đạt niết bàn, không thể thiếu được. Mà một khi niệm nó không có đủ sức mạnh, nó không có quyền, nó không đủ sức mạnh, thì nó sẽ không có đủ sức lôi kéo các pháp khác cùng làm một cái công việc để mà ghi nhận những cái diễn tiến của danh và sắc. Ngay cả một việc bố thí bình thường, nếu cái người mà có một cái sự ghi chú ghi nhận, người này sẽ quán xét và cái công việc bố thí của người này nó thật sự hoàn hảo. Còn trái lại, nếu không thì cái công việc bố thí đó, cái phước hạnh bố thí đó, nó bị giảm thiểu đi một kết quả tốt đẹp. Đại khái thì chúng ta thấy rằng, với một cái người thí chủ làm cuộc lễ trai tăng là bố thí cúng dường chẳng hạn, nhưng người này chú ý, người này ghi nhận tất cả những cái sự kiện của một cuộc lễ đó, người này sẽ thấy rất nhiều việc ở trong cuộc lễ đang diễn tiến đó, là một điểm. Thứ hai thì cái người này sẽ quán xét là ghi chú, là chú nhờ chú ý, người này sẽ nhận thức được những cái bậc thực của mình nó có hài lòng đến người nhận nghe. Không phải là người này dọn ra những cái mong bậc thực đó rồi coi như công việc mình đã hoàn tất, như vậy thì cái sự chú ý này nó sẽ không có. Và một khi sự chú ý không có, nó có thể những cái vật thực nó không thích hợp. Chúng ta thí dụ như nha, trong một cuộc lễ đập bát hội chẳng hạn, thì người Phật tử rất là hoan hỷ thích thú khi mà đặt bát vào, đặt vật thực hay là đặt những cái món ăn thuốc men vào bát của chư tăng. Và thông thường chúng tôi thấy rằng có một cái số người một số Phật tử hiểu lầm về vấn đề thuốc trị bệnh chẳng hạn vậy, cho nên đem những cái viên thuốc đặt vào trong những vỉ thuốc như paracetamol đặt vào bát thôi chứ. Cái người này thiếu chú ý, tại sao ạ? Bởi vì chư tăng lúc đó đâu có bệnh, mà cái bệnh đó chắc không phải bệnh cảm, một cái là bệnh nào đó nó khác với bệnh cảm, mà đem như vậy thì nó không thích hợp. Và sau này cái quả nhận lại thì khi cần thì không có, mà khi không cần thì có rất nhiều. Và trên đời này chúng ta thấy có những trường hợp nó khởi lên như vậy, lúc không cần thiết thì nó tới ào ạt, những vật chất nó tới ào ạt, nhưng mà nó cũng là những cái vật chất bình thường mà thôi. Nhưng mà khi lên cần là không có, dù rằng cái món vật nó rất là tầm thường. Có những lúc mình cần một bàn chải đánh răng là không có, mặc dù bàn chải đánh răng nó rất là bình thường. Có những lúc mình cần một cái kem đánh răng, nhiều khi không có, mà lại lúc đó thì nhiều vô số. Bởi vì trong công cuộc bình thường như vậy mà mình thiếu chú ý, thiếu ghi nhận, thì quả phước bố thí mình nó cũng không có được một cách mỹ mãn, một cách toàn hảo. Ngay cả giới hạnh mình cũng vậy, nếu như không chú ý, như không quan sát, thì cái giới đó nó không bao giờ đứt, nó không đứt, nhưng mà nó lại không có được tốt đẹp,
nó không thể rắc cái chi này thì nó cũng đứt cái chi kia. Nó không có phạm vào cái ý giới thì thân giới cũng phạm, hay là ngữ giới cũng phạm. À, trái lại nếu như có một sự chú ý, có một sự ghi nhận rõ ràng, thì người này sẽ gìn giữ cái giới mình nó hoàn hảo. Bất kỳ một cái chi nào của giới đều không bao giờ bị vi phạm. Bởi sao? Bởi có sự chú ý. Một khi đã có sự chú ý thì cái sự dễ vui, sự xem nhẹ nó không có. Và nó dần dần nó tạo thành một cái thói quen. Mà một cái thói quen đó nó trở thành lực. Giống như người lực sĩ, dù không có biểu diễn hay không, dù có biểu diễn hay không biểu diễn, thì sức mạnh nơi người lực sĩ nó vẫn có. Dù trong thời bình hay trong thời chiến thì sức mạnh quân đội đó cũng vẫn có. Không phải là sức mạnh quân đội nó chỉ hiển lộ ở trong cái thời chiến, khi có đánh nhau, khi có đánh trận thì sức mạnh quân đội nó mới hiển lộ. Mà trái lại trong thời bình, mặc dù không đánh nhau, mặc dù những cái người lính có thể là đi dạo phố, đi nhàn tản, nhưng mà sức mạnh quân đội vẫn có. Nó tạo thành cái tự nhiên như vậy. Cho nên cái niệm lực, khi gọi là cái niệm lực hay là sức mạnh của sự ghi nhớ, bao giờ mà bất kỳ một gì khởi lên đều nắm bắt được nó, mà không cần phải tốn công sức nhiều. Như là một cái cận y duyên, một sự nương nhờ một cách vững chắc, gọi là nissaya bách chị vô, nương nhờ một cách vững chắc. Mà nương nhờ không phải tốn công sức, mà không nhờ phải mệt nhọc. Mà muốn được như vậy á, thì cái người này phải thực tập rất là nhiều để cho nó trở thành thuần thục. Nó cũng giống như một cái người thợ bắn cung thiện xảo. Khi họ đặt tên cung tên vào là chỉ cần thấy được mục tiêu và họ bắn ngay lập tức, bắn theo một cái quy luật, cho một cái quán tính, bắn theo một cái tự nhiên, và mũi tên vẫn trúng ngay mục tiêu. Mà muốn được như vậy thì cái người xạ thủ này phải rèn luyện, phải nỗ lực, phải cố gắng để mà đạt được một cái kỹ xảo như vậy, đạt được một kỹ năng như vậy. Thì bây giờ người này ở bất kỳ một tư thế nào, ở bất kỳ ở một cái vị trí nào, người này cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Như thế nào cũng vậy, dù bất kỳ ở trong một tư thế đi đứng nằm ngồi, hoặc là tỉnh táo, hoặc là cái suy tư hay không suy tư, thì cái niệm lực này nó vẫn hiển lộ một sức mạnh. Vậy trước tiên thì mình phải tạo được một cái niệm lực, tức là sức mạnh của sự chú ý. Và quý vị càng chú ý nhiều chừng nào thì sẽ càng nhận thức được cái nhiều cái điều đặc biệt ở trong những cái sự kiện, ở trong những cái sự vật rất ư là bình thường. Bây giờ một cái số hành giả chú ý về vào trong cái hơi thở, hít vào thở ra, hít vào thở ra, như vậy chỉ là niệm thôi chứ chưa phải là niệm lực. Bao giờ cái hành giả này thuần thục cố gắng để mà ghi nhận tới mức độ mà khi cái hơi gió nó vừa chạm vô mũi biết liền. Hiện nay chúng ta biết rằng hơi gió vô mũi vậy đó, nhưng mà hỏi nó chạm ở đâu, quý vị sẽ trả lời là không chính xác, không chuẩn. Trái lại một cái người hành giả nào mà ráng tinh cần, nỗ lực tinh cần, thì cái hơi thở mà nó chạm vào mũi, nó chạm vào mũi trái hay chạm mũi phải, người này biết rõ. Thì bây giờ người này đã thấy rằng mình có được một tí gì đó, một chút ít gì đó của cái niệm lực. Để đến khi mà ngồi lại vậy đó, cái hơi thở nó chạm cách tự nhiên, hiểu biết được là nó chạm ở mũi phải, nó chạm ở mũi trái, nó chạm ở phía trên mũi, nó chạm ở dưới mũi, vân vân. Mà không cần phải cố gắng nhiều, không cần phải nỗ lực nhiều, thì bây giờ nó trở thành cái niệm lực. Và mỗi khi đã có niệm lực, cái nền tảng nó vững chắc, cái người mà đứng ở trên một bệ phóng vững chắc, thì tùy họ phóng cao, phóng thấp gì đó, do cái sức lực của họ.
không có. Càng có sức lực càng nhiều thì phóng càng cao. Muốn hái một cái trái cây ở trên cao thì người này phải chọn cái điểm để mà từ đó búng mình lên thật cao để mà hái được cái trái cây đó. Như thế nào cũng vậy, thì cái niệm lực chính là cái nền tảng cho đó đó. Và cái người này tinh cần chạy là đến một lúc nào đó vừa đúng độ, thì người này lấy hết sức mạnh dậm xuống ở chỗ cái nền tảng vững chắc đó và búng người lên có thể hái được quả trái cây. Ở cho nên từ cái niệm lực này nó dẫn tới một cái đắc định, đắc định. Và một khi đắc định rồi, cho nên chúng ta thấy rằng trong cái bài pháp này, bài kinh này Đức Phật ngài dạy là niệm lực dẫn tới định lực. Định lực là gì? Niệm lực là cái sức mạnh mà nó không bị dao động trước một cái sự khinh thường, một cái sự xem nhẹ. Bây giờ định lực là gom tâm vào trong một cái đối tượng đó, trong một cái đối tượng nào không cần biết, nhưng mà người ta sẽ gom tâm vào ở một cái điểm nào đó. Dù nghe thấy, ngửi, nếm, đụng hay chăng nữa, trong cái năm trần cảnh nó còn xuất hiện được. Nhưng mà khi mà đã có định lực và có niệm lực thì người ta chỉ chú ý vào một cái điều nào đó. Nó cũng giống như là cái người mà nhạc sĩ thiên tài trong một cái cuộc giao hưởng rất nhiều cái vũ khí, nhiều cái nhạc khí, nào kèn, nào đờn, nào trống, nào guitar, nào violon. Nhưng mà một cái người nhạc sĩ hay là một cái người nghệ sĩ mà có một cái sự chú ý vào một cái loại nhạc khí nào đó thì người ta chỉ chú ý tới cái âm thanh đó mà thôi. Thí dụ như chú ý vào tiếng quỷ cầm chẳng hạn vậy, thì cái người nhạc sĩ này không hề để ý tới cái tiếng trống, tiếng kèn, hay là tiếng gõ nhịp phách, không phải, mà chỉ chú ý tới cái âm điệu trầm bổng của cái tiếng quỷ cầm. Có như vậy thì cái người này đã tập trung được nhờ cái niệm lực nó mạnh dạng, nó đã vững mạnh, cho nên người này có thể thực hiện được như vậy, nó không bị những cái âm thanh khác ta chi phối. Và một khi đắc được thiền định thì cái định lực này nó càng được tăng trưởng bởi cái niệm lực nữa. Như có lần đó, Đức Phật ngài dạy cho một du sĩ, khi ông tán thán thầy của ông là Út Cá ngồi ở giữa trời 500 cổ xe bò đi ngang qua mà ông không biết gì hết, vị thầy này không biết gì hết. Đức Phật ngài mới dạy rằng Như Lai có thể ngồi ở giữa trời và sấm sét nổ mà Như Lai cũng không hay biết gì hết. Đây muốn nói lên cái định lực như vậy, tức là an trú trong một cái đề mục nào đó, có thể quên tất cả những cái gì đó ở ngoại cảnh. Dù rằng ở trong cái đời sống hàng ngày, nếu một cái người này có một sự chú ý vững mạnh, nó trở thành là một cái niệm lực một cách tự nhiên, thì cái người này định tâm trở lại và tập ghi nhớ, tập định vào trong một cái sự kiện nào đó, một cái vấn đề nào đó, một cái vật thể nào đó, chăm chú vào đó, thì tất cả những cái chuyện khác sẽ quên hết. Ngay cả chuyện buồn cũng quên, ngay cả chuyện vui cũng quên, ngay cả những cái chuyện mà không vui không buồn cũng quên luôn. Khi mà chú ý vào cái điều đó, quý vị thử nghĩ là một cái nhà bác học đó, nghiên cứu mà chú ý vào cái phản ứng hóa học của mình, hay là miệt mài đưa tâm mà suy tư về một cái nghi vấn của toán học chẳng hạn, thì này có thể là không nhớ được thời gian, quên mất đi thời gian. Thậm chí cũng nhà bác học đó, có nhiều nhà bác học có đảng trí chưa ăn cơm mà ngỡ rồi mình đã ăn cơm rồi, nó quên mất đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái một những cái minh họa để cho quý vị thấy được cái định lực nó quan trọng, hay là cái định nó quan trọng. Mặc dù định nó chỉ là một cái sắc na nhỏ ở trong một cái tâm thôi, nhưng mà người này nếu khéo rèn luyện như vậy, qua một cái sự chú ý
nó trở thành là một cái lực, thì nó dẫn tới một cái an trú ở trong một cái điểm của một khối hỗn độn của sắc tinh hương vị xúc đó. Và khi mà chỉ chú ý một cái điểm đó thôi, tâm dần dần nó tập trung. Và mỗi khi mà quý vị ngồi thiền như vậy, quý vị chú ý tới một cái điểm nào đó, thì tất cả mọi việc ở xung quanh, ví dụ quý vị chú ý vào cái hình cái hơi thở không thôi, do một cái sự chú ý rất nhiều, thì cái tập tâm nó tập trung vào cái hơi thở, chỗ mà nó chạm vô, nó chạm ra, chỗ cái hơi thở vào, thì người đó sẽ có thể quên mất cả thời gian, quên mất cả cái mọi sự kiện xung quanh. Người này đắm chìm vô trong một cái cảnh giới mà thường thường người ta gọi là cảnh giới nội tại, hay là cảnh giới mà sâu thẳm ở bên trong. Nhưng mà thật sự không phải. Chẳng qua người này chỉ gắn tâm mình đi vào trong một cái điểm nào đó của một cái sự kiện xung quanh. Họ dần dần nó tập thành một cái thói quen. Tức là chúng tôi nói cho quý vị là cái Bakato Banisaya Bacchayo đó, tức là cái thường cận duyên. Mà cái thường cận duyên thưa quý vị rất là quan trọng, chứ không phải là quan trọng. Một cái người mà muốn chứng đắc được định nhanh, một người muốn nhập thiền được nhanh, một người muốn xuất thiền được nhanh, cũng nhờ từ cái định lực này. Rồi chúng ta thấy rằng Bồ Tát của chúng ta đó, ngày xưa đó, ngài rất là rành rẽ về cái pháp thiền. Ngài chứng được bát thiền ngũ thông. Một lần ngài mất cả thiền định lẫn thần thông, mà đức vua thì về ngài cũng tỏ thật bài, tỏ bài ra cái tội lỗi của ngài. Rồi ngài xin đức vua cho ngài tịnh tâm lại, để mà giống như là sám hối cái tội mình đó, là trước khi bị hành quyết. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì ngài bắt lại được những cái tầng thiền định mình luôn, cả những pháp thần thông mình. Và ngài bay lên hư không thuyết giảng pháp về cái tai hại của cái sắc trần, thinh trần, hương trần. Và từ đó ngài không trở lại kinh thành đó nữa, ngài trở về núi tuyết để mà tu cho trọn kiếp. Ở đây cho chúng ta thấy rằng cái định lực nó rất là quan trọng. Như vậy thì từ cái niệm lực, tức là sự chú ý ghi nhận, nó có một sức mạnh. Khi nó trở thành là một cái sức mạnh rồi, thì tự nhiên là chúng ta nhạy bén ở trong tất cả những cái sự kiện ở xung quanh. Không cần phải nói nữa, nhìn đó là mình nắm bắt được cái vấn đề, mình đã hiểu biết được một cái vấn đề một cách tự nhiên của bạn. Nó trở thành một cái thường cận duyên quen. Cái định lực của bạn khi nó có một cái sức mạnh, thì muốn an trú, muốn định tâm vào trong một cái vấn đề nào đó, thì tâm nó chỉ nghĩ tới vấn đề đó, những cái vấn đề khác nó không nghĩ tới nữa. Thí dụ như quý vị có một cái định lực rồi đó, gặp một cái gì mà khó khăn, quý vị cần định tâm tới vấn đề đó, thì những cái vấn đề khác quý vị sẽ quên. Khi gặp chuyện buồn phiền, định tâm vào một cái gì nào, một cái đề mục nào đó nữa, thì buồn phiền nó không còn. Một cái hân hoan mà cảm thấy hân hoan này, nó sẽ là một cái điều kiện để cho một cái ngã mạn, để cho một tâm phóng dật nó sinh khởi. Thì người này định tâm lại trong một cái gì đó, thì sự hân hoan nó chìm xuống, nó trở lại một trạng thái thẳng. Chính định lực mới tạo sự an lạc, một sự an lạc thật sự, bởi nó vắng mặt đi cái buồn khổ, những cái lo toan, những cái quấy rầy, những cái chướng ngại. Và cái từng bước, bởi vì các nhà luận A Tỳ Đàm đã giải thích rằng trong mỗi tâm của chúng ta đều có một cái tâm sở gọi là Ekakata. Nó cũng giống như là một cái giọt dầu nhỏ ở trong cái hạt mè. Cái người mà khéo tích lũy được những cái hạt dầu nhỏ ở trong cái hạt mè đó, thì người này cũng có thể đủ một thời gian, cũng có thể đủ để thắp sáng lên ngọn đèn. Mà một khi thắp sáng lên ngọn đèn, thì bây giờ người đó sẽ thấy được những cái gì ở trong bóng tối. Cũng vậy, từ cái định lực này, nó khi nó vững mạnh thì nó sẽ làm cho cái trí tuệ nó sinh khởi lên.
Dạy sinh lão rồi. Như vậy thì từ cái niệm lực này nó dẫn tới cho cái định sinh khởi. Khi cái định sinh khởi thì người này cố gắng làm cho cái sức mạnh của định nó được tăng trưởng lên. Khi có định lực được, có được một sức mạnh của cái sự nhiếp tâm, gom tâm trở lại, thì bây giờ trí tuệ sinh khởi. Và người này đã tiến bước thêm nữa là dẫn tới cho đến cái tuệ lực nó sinh khởi để mà đoạn trừ được phiền não. Chung quy khởi đầu cũng từ cái chú ý để phát triển lên trở thành một cái sức mạnh của sự chú ý. Bây giờ chi thứ ba, chúng ta có là vô tuệ lực. Cái chữ Pali gọi là Anavaccha ba lăng. Anavaccha có nghĩa là đáng bị khiển trách. Aná bằng chữ ná cộng cho Anavaccha, tức là không bị khiển trách. Ba lăng sức mạnh. Sức mạnh của sự không bị khiển trách được dịch là vô tội lực. Ở trước mắt thì chúng ta thấy rằng cái người mà có cái sức mạnh vô tội á, là bởi vì người này không có thực hành sai về thân, không có thực hành sai về ngữ, tức là về cái giới của người này được ở trong sạch. Mà cái giới này được trong sạch toàn hảo như vậy á, là bởi do cái chú ý trước, tức là cái niệm lực trước. Cho nên chi thứ ba này được gọi là nó có cho đá là vô tội lực. Có thân hoàn hảo, cái ngữ hoàn hảo và cái ý cũng hoàn hảo. Bây giờ thân ngữ là chúng ta cũng hiểu biết rồi, người Phật tử chúng ta hiểu biết rồi. Nhưng bây giờ cái ý vô tội là sao? Tức là cái ý nó sẽ không có bị tham sân si ngã mãn phiền hoài nghi vân vân nó làm xâm nhập vào. Một khi cái tâm bị tham sân si ngã mạn bỏng sẻn ganh tị đố kỵ vân vân nó xâm nhập vào thì cái tâm đó không được gọi là tâm vô tội, mà cái tâm đó được gọi là cái tâm đáng bị khiển trách. Áo quách chát đáng bị khiển trách, và cái nó sẽ không có cái sức mạnh. Nó không có sức mạnh. Nếu có sức mạnh chăng thì cái sức mạnh này nó đưa xuống cái khổ cảnh, chứ nó không được thăng tiến, nó không được trở thành một cái dạng thăng hoa để mà tiến lên ở mức độ cao độ. Chính cái thân ngữ ý nó không có tội, nó vô tội, á ná quách chát, và nó tự nhiên như vậy, nó trở thành một cái lực tự nhiên như vậy, không bao giờ thân làm ác, không làm ác một cách tự nhiên cả. Chứ người Phật tử chúng ta trước khi trì giới chúng ta có nghiệm rồi, khi bây giờ khi đi tới có nhiều khi cũng phạm vào giới vậy. Bởi sao vậy? Bởi do không có chú ý, bị đứt một chi phần. Còn bây giờ cái thân hoàn toàn không có vi phạm, dù là một lỗi lầm nhỏ, ở đây cái chữ lực nó quan trọng ở chỗ đó, thưa quý vị. Ở đây cái chữ lực của nó đòi hỏi người hành giả phải nỗ lực nhiều là ở chỗ đó đó. Cái thân một cách tự nhiên, nhờ sao vậy? Bởi vì vừa thấy một cái sự kiện nào đó, nhờ cái niệm lực nó tự hiện ra thì người này thấy tự nhiên là họ tránh. Cái thân không làm việc ác, cái thân không làm việc bất thiện. Rồi cái ngữ vậy, chuẩn bị nói một cái điều nào đó nó có tính ác độc, nó có tính bất thiện, thì nhờ có cái niệm lực nó phát hiện ra liền. Và do đó cái người này sẽ kịp thời đình chỉ lại những cái ngữ bất thiện. Và cái ý cũng vậy, khi ý khởi lên một cái sự tự hào, khi ý khởi lên một cái sự đố kỵ, khi ý khởi lên một cái sự bỏng sẻn, khi ý khởi lên một cái sự dính mắc, khi ý khởi lên một cái sự khó chịu, thì cái niệm lực này nó phát hiện ra ngay, nó tự nhiên phát hiện ra. Bởi vì chúng tôi vừa giới thiệu quý vị, khi nó đã thành một cái lực rồi thì nó tự nhiên thôi.
Nó sẽ phát hiện ra. Và một khi phát hiện ra thì cái người này kịp thời gột rửa. Cũng giống như một cái người đó, thấy gió vừa thổi tới mà có bụi, lập tức người này nhắm mắt lại. Hình ảnh này nếu như thế nào cũng vậy. Khi những cái cảnh tầng nó xâm nhập mà cái người này phát hiện, nhờ cái niệm nó phát hiện, nó dễ làm cho xâm nhập tâm, thì người này khép kín lại cái cửa đó, và thuật ngữ gọi là thu thúc, sankaro, thu thúc mắt, thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi, thu thúc thân, thu thúc ý, lành hai thu thúc tất cả. Đây là câu kệ ngôn trong kinh Pháp Cú. Và cái sức mạnh vô tội này, cái người này sao mà quán xét được cái sự vô tội mình á, cái tâm nó hân hoan. Người này nếu như được cái định lực kia nó hỗ trợ cho cái trí tuệ, thì cái trí tuệ này bắt đầu phát sinh được một cái sự sáng suốt, nhận thức được cái vô thường ở trong cái sự kiện này, sự khổ ở trong cái sự kiện này, hay là cái vô ngã trong sự kiện này. Đây là trường hợp một vị tỳ khưu, giới hạnh ngài thanh cao lắm, rất là thanh cao. Mà vì ngài giới hạnh ngài thanh cao như vậy, cho nên khi ngài trú ở một cái trú xứ, cái vị chư thiên ngự trên đó nó là phải ở dưới thấp, không dám ở trên cao được, ở trên cao nóng mức đó. Cho nên ông cũng mới khó chịu, mới tìm cái cách để trục cái vị tỳ khưu mà có giới hạnh này ra. Quý vị thấy rằng người có giới hạnh cũng không phải là sung sướng lắm đâu, đấy cũng khổ quá. Có giới hạnh cũng bị người ta ghét chứ không phải không đâu á. Mà thậm chí người ghét nó lại chính là chư thiên, chứ không phải là không. Cho nên là cái đêm đó cái vị chư thiên này nhập vô một đứa bé trong người nhà cái người hộ độ của cái vị tỳ khưu này, và làm cho đứa bé nó lăn lộn đau khổ. Rồi sau đó cái vị chư thiên xuất hiện ra, nó là đứa bé này rất bệnh rất nặng, và bây giờ muốn trị bệnh được thì phải nhờ xin cái vị đại đức đi bác tới đây xin thuốc trị bệnh. Vị này cho thuốc thì đứa bé này sẽ hết. Rồi cái người nhà mới biết rằng vị đại đức này không hề biết là trị bệnh, không phải là thầy thuốc. Nói nếu mà các ngài này không có biết thuốc trị bệnh thì sao? Nói là xin nước rửa bát thì đứa bé này cũng sẽ hết. Thì sáng hôm sau vị tỳ khưu đi tới cái người nhà xin cái nước rửa bát. Ngày nghỉ đâu có gì đâu, nước rửa bát thì mình ăn cơm xong rồi mình thọ thực xong rồi cái nước còn lại rồi rửa bát thì đâu có gì đâu. Ngài cho, bà sau khi cho thì đứa bé uống rồi hết bệnh. Khi trở về trú xứ thì vị chư thiên hiện ra mới nói là: này ông tỳ khưu phá giới, ông đi ra khỏi chỗ này. Cái vị này nói: tôi phá giới nào đâu, tao không có vừa cho thuốc trị bệnh cho đứa bé đó. Cái ngài nói: đâu phải thuốc trị bệnh, đây là chỉ nước rửa bát mà. Rồi quán xét lại coi cái thân giới, cái ngữ giới, cái ý giới mình nó có trong sạch không, thấy là trong sạch. Ngài hoan hỷ do giới hạnh rồi, rồi nương đó nó phát sinh được một tuệ quán, rồi ngài quán xét chứng quả a la hán ngay tại chỗ đó. Nên đây chuyện Đức Phật ngài dạy là sức mạnh của vô tội lực, sức mạnh của một sự không bị khiển trách, anh không có ba lăng, cái sự khiển trách nó không có. Cho nên quý vị sẽ quán xét lại mình, người ta mà khiển trách mình á, người ta khiển trách mình á, mình xem lại cái đúng không. Mà nhiều khi xem lại đúng hay không đúng cũng làm quý vị vui nữa. Quý vị biết làm sao chứ, chúng tôi thì mỗi lần mà ai mà khiển trách tôi xem xét lại, nếu mà thấy có cũng vui, mà không có cũng vui. Quý vị đừng nghĩ rằng những lúc mà tôi nói cái giọng hơi hùng hổ tưởng tôi giận, không có. Để quen cái thói quen nó vậy. Và sau khi mình quán xét lại mình thấy là mình không có tội, thoải mái vô cùng. Và tôi nghĩ ra mình nếu mà được mở được cái tâm từ, mình thương người đó, bởi vì mình không có tội, người đó chạm vào người đó đau khổ, mình chẳng hạn như vậy. Cho nên ở đây muốn nói là cái vô tội lực, vừa cái thân tội không có tội, ngữ không có tội, mà ý không có tội. Và như vậy thì khi mà xem xét lại được là bởi một sự chú ý của niệm đó, thì nó sẽ đạt được một cái lợi ích lớn.
một cái sức mạnh lớn, một cái kết quả lớn. Đây là cái vô tội lực, tức là cái điều mà hoàn toàn không bị khiển trách, không bị khiển trách về thân, không bị khiển trách về lời nói, không bị khiển trách về cái ý mà. Tức là ý xa lìa được tham sân si ngã mạn bỏng sẻn đố kỵ hoài nghi hôn trầm cũng là nhân dân. Mà cái có một sức mạnh đó thì người này sống ban ngày cũng như ban đêm, ban đêm cũng như ban ngày, rất an toàn, rất an ổn. Và cuối cùng là một lực nữa được gọi là Sangha ba lần. Sangha là gom lại. Tại sao phải gom lại? Những cái lực này cần phải gom lại để chi? Để đi tới cái mục tiêu cuối cùng. Nếu không gom lại thì nó tản mát. Cái lực này không đủ mạnh để xuyên qua cái hữu vi. Ở đây nếu trên bình diện của cuộc đời thì cái Sangha, cái lực của cái nhiếp phục này, nó gồm có bốn. Tức là bố thí là một cái lực, nó làm nhằm gom lại những cái điều thiện và những cái điều mà cái người ác xấu họ sẽ cũng không có làm được gì nữa. Cái người bố thí nhiều, bố thí tốt, dù ai có ganh tị thì cũng chẳng có làm được gì cả. Mà quý vị nhớ rằng cái bốn cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy gọi là tứ nhiếp pháp đó, là đem bố thí để mà thắng cái bỏng sẻn. Trước tiên là bố thí, thứ hai nữa cái pháp mà nhiếp phục đó, là ái ngữ, tức là nói một lời im ái thắng lấy những cái lời mà hung hăng thô lỗ. Thứ ba nữa là cái lợi hành, tức là làm sao cho có lợi cho người, lợi cho mình. Và thứ tư nữa là cái đồng sự, cùng làm một việc thiện. Ở trên này đó là cái bốn cái nhiếp pháp. Nhưng mà giờ bốn cái nhiếp pháp này nó trở thành lực, nó là một sức mạnh. Rồi sức mạnh của bố thí đó, tức là xả ly, buông bỏ. Càng buông bỏ nhiều chừng nào quý vị cần có là được nhiều chừng đó. Nó giống như là một cái ly nước hay là một cái lu nước, càng xài hết nước bao nhiêu thì cái nước mới nó sanh khởi lên, nó sẽ đổ vào. Nhưng mà buông bỏ, càng buông bỏ nhiều chừng nào càng nhận lại được nhiều đó. Kinh Pháp Cú có Đức Phật Ngài có dạy rằng là bỏ lại nhỏ hưởng lại to, thánh nhân vui thú mà chẳng lo sợ gì. Thứ hai là ái ngữ, là tâm từ. Mà tâm từ nó cũng có sức mạnh, nó nhiếp phục tất cả. Một khi mà tâm từ nó cũng có sức mạnh rồi á thì không ai thắng được cái tâm từ này. Mặc dù không từ không làm hại ai hết. Đã tâm từ không làm gì không làm hại ai hết. Nhưng mà lại là bách chiến bách thắng, không làm hại ai. Nhưng mà không ai có thể thắng được, trở thành bách chiến bách thắng. Lợi hành làm việc gì có lợi cho người, có lợi cho mình. Một khi nó trở thành một sức mạnh rồi thì người ta sẽ xem quý vị làm thần tượng. Bởi vì quý vị sẽ đem tới làm cái lợi cho người khác, không làm hại người khác. Và cuối cùng là đồng sự, tức là cùng làm một những việc tốt. Ở đây là nói trên cái cuộc diện của thế gian, cuộc diện của hữu vi. Nhưng mà giờ nói trên cái cuộc diện để mà đạt tới vô vi thì sao? Thì tất cả những cái lực này nó tập trung lại thành một để như vậy, để xuyên thủng qua cái pháp hữu vi để mà đạt tới cái trạng thái của niết bàn, trạng thái của niết bàn. Còn nếu như nó phân tán vậy thì nó không đủ sức để mà xuyên phá đi cái vòng chướng ngại của hữu vi, nó không xuyên qua được cái hữu vi để mà đạt được cái vô vi. Bao giờ cái tâm mà xuyên được cái hữu vi thì mới đạt được cái vô vi. Nếu còn kẻ nhỏ hay một cái chút mờ ảo của hữu vi thì cái vô vi kia không xuất hiện. Và trong cái tâm lộ đạo cho chúng ta thấy, bao giờ mà cái tướng hữu vi không còn nữa, bây giờ tâm vô thập phu nó sanh khởi lại, tức là cái tâm chuyển tánh.
Tâm chuyển tánh nó là nó bắt được niết bàn nhưng mà chưa sát trừ được phiền não thôi. Tức là nó bắt được cái vô vi pháp nhưng mà nó chưa sát trừ được phiền não. À, các ngài có ví dụ như vậy. Cũng giống như một người nông dân à, có muốn việc là có công việc muốn trình tấu với đức vua. Và khi mà ông đi tới kinh thành gặp đức vua đang vi hành, ông nhìn thấy đức vua đang đi du hành cũng là bốn quan quân, không có cơ hội để ông tiếp cận để mà thưa với những công việc của mình lên đức vua. Khi ông trở về thì cái người khác hỏi anh có gặp đức vua chưa, thì người này nói chưa, mà thật sự anh thằng gặp rồi nhưng phải nói chưa. Bởi sao? Bởi công việc của anh nó chưa xong, nó chưa là như vậy. Thì cũng vậy, cái Gotrapu này hay cái chuyển tánh này nó bắt lấy cái cảnh niết bàn nhưng mà chưa sát trừ phiền não, chỉ đợi cho cái tâm đạo mới sát trừ được phiền não. Mà như vậy cảnh niết bàn với cái cảnh vô vi cần phải xuyên qua được cái pháp hữu vi mới thấy được cái cảnh vô vi, tới cảnh niết bàn. Có vậy thì mới chứng đắc được đạo. Như thế nào cũng vậy, mà muốn được mà xuyên được cái pháp hữu vi qua khách nữa, thì tất cả cái lực đều phải tập trung trở lại. Cho nên ở chỗ này được gọi là nhiếp phục lực. Tất cả các lực gom trở lại là săn gá hát ba lăng. Có như vậy thì cái người này mới tập trung nhờ. Bây giờ tất cả những cái tính lực, tấn lực, điện lực, định lực, cái vô tội lực vân vân đều gom lại thành ra thành một. Có vậy mới xuyên phá được, xuyên thủng được cái pháp của vị để chứng đạt được của vị. Bốn cái pháp này, bốn cái sức mạnh này, trước tiên thì nói lên cái bậc mà chứng đạt được đạo quả tu đà hoàn bởi do cái thân chứng, tức là thực tập được cái thiền tịnh. Nhưng mà thật sự ra thì cũng bao gồm hết tất cả. Bởi sao? Bởi vì niệm lực là khởi đầu, là cái nền tảng cơ bản. Để từ đó sau khi tự tại, sau khi sự chú ý một cách nó tự nhiên sanh khởi lên, thì cái người này sẽ dễ dàng dẫn tới cái định lực. Và sau ngày định lực an trú trong một điểm rồi, thì cái người này quán xét lại toàn bộ, quán xét lại những cái thân ngữ ý, nhất là quán xét về cái tâm, có an trú được, có cái sức mạnh an trú được một điểm, thì người này mới thấy được cái tâm mình, mới biết được cái tâm mình, để mà loại trừ đi tất cả những cái tội lỗi của tâm, những cái điều đáng bị khiển trách của tâm, để trở thành cái ý này nó trở nên hoàn thiện, nó trở thành là vô tội lực. Và sau cùng nữa tập hợp tất cả lại, gom tất cả trở lại để mà tiến đạt tới niết bàn, trở thành là bậc thân chứng vậy. Và tôi về thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phụ báo sinh lên xin cúng dường cho anh, xin chia điều toàn thể chủ tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sang Khải Giác.